Sống và làm việc trong ngành thời trang được 7 năm, Ghibli nhận ra được nhiều điều, đó là sự ảnh hưởng của thời trang tới với môi trường. Và đó cũng chính là lý do tại sao mà Hương Ly hiện đang là đồng sáng lập của một thương hiệu thời trang bền vững và cũng như là đại sứ của một tổ chức Empower Women Asia, là tổ chức hỗ trợ và giúp đỡ phụ nữ làng nghề dệt Việt Nam nhằm thúc đẩy thay đổi cái nhìn của mọi người về thời trang chậm và thời trang bền vững. Hương Ly đã 3 lần tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Những chặng đường Ly đi qua đã giúp Ly hoàn thiện nhiều hơn, mang tới một hình ảnh Hương Ly chỉnh chu hơn, một phiên bản tốt hơn mà mọi người sẽ nhìn thấy một cách rõ rệt nhất.